với tinh thần còn sức còn làm, hơn một năm qua, Hội Cựu chiến binh xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau luôn tích cực tham gia các hoạt động phong trào tại địa phương. Các cựu chiến binh dành hầu hết thời gian nhàn rỗi để đi vá lại từng chỗ đường giao thông bị hư hỏng, sụp lún, để người dân thuận tiện đi lại, giao thương buôn bán, góp sức làm cho quê hương giàu đẹp và đổi mới. Mỗi khi hay tin ở đâu có những đoạn đường bị hư hỏng xuống cấp, nhiều cựu chiến binh trong các đội giá lộ ở xã Trí Phải đều kịp thời đưa phương tiện vật chất đến để chậm giá. Từ đó đã tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng, cũng như lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến những người trẻ. Cảm ơn trước tinh thần của các cựu chiến binh, nhiều hộ dân trong ấp đã hưởng ứng tham gia tích cực. Hộ nào có đá thì cho đá, có xi măng thì đóng góp xi măng, có giá xẻng thì mang theo cho mượn, rồi góp tiền góp công cùng làm. Cái tinh thần gắn kết đó, trong cái hội cựu chiến binh đó, thì chúng tôi đồng lòng với nhau là nhất quyết đó, là một tấm lòng đó, là rất cao, cho nên đó, là chúng tôi mới hoàn thành nhiệm vụ. Thì giá lộ đó, từ Nghĩa Trang đến đầu ngàn đó, là 1.000 mét, nhưng mà lộ nó hư nhiều lắm, nhưng mà sau đó, là chúng tôi cũng hạ quyết tâm và cùng nhân dân cùng làm á, thì chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ cái đó. Giá đường cũng không có khó khăn gì, mình làm một cựu chiến binh thì mình phải tham gia lúc nào cũng phải tích cực góp phần cho xã hội chứ. Cựu chiến binh thì nó ngay là vốn không có, doanh nghiệp nó cho, mình tích cực mình đi xin, doanh nghiệp nó cho mình tiếp tục mình đi, mình tập trung mình giá đường cho cô bác đi thuận tiện thôi. Kinh phí để chậm giá các tuyến đường giao thông, một phần được Ủy ban nhân dân xã cấp, phần còn lại vận động trong hội viên nhân dân đóng góp. Từng chi hội cựu chiến binh tiến hành chuẩn bị vật dụng, vật tư cần thiết như là xe rùa, lò đốt củi, nhựa đường, dầu diesel. Công đoạn chuẩn bị hoàn tất, cùng với lực lượng hội viên, hội cựu chiến binh xã kêu gọi vận động thêm lực lượng từ các hộ dân trong ấp nơi có tuyến đường cần giá, hỗ trợ về ngày công lao động để tiến hành việc giá đường giao thông. Thì lộ giao thông nông thôn thì sau một thời gian sử dụng thì xuất hiện một số ổ gà ảnh hưởng đến quá trình đi lại của người dân cũng như học sinh. Thì thấy được vấn đề đó thì các đồng chí trong hội cũng hết sức là nhiệt tình, cũng là quyết tâm làm sao mà góp phần cùng với cấp ủy chính quyền địa phương kịp thời giá những con lộ đó, làm sao để đảm bảo cho học sinh và người dân đi lại được an toàn. Sau gần 2 năm, mô hình giá lộ của Hội Cựu chiến binh xã Trí Phải đi vào hoạt động, đến nay đã huy động được 19,5 triệu đồng và đã giá được 6,5 km đường giao thông nông thôn. Tuy là việc làm nặng, cần nhiều sức, nhưng hầu hết các cựu chiến binh và người dân đều rất hăng hái tham gia. Mặc dù tuổi đã cao, có khi đau ốm, nhưng công việc giá đường này gần như đã trở thành niềm vui của nhiều cựu chiến binh ở xã Trí Phải. Cái vùng này thì cái vùng nước mặn, ngập mặn, cái lộ thì lộ bê tông. Mà giá thì ví dụ như mà mình thành một cái khối mà kết cấu luôn á thì nó kết dính luôn rồi thì nó chắc. Còn mà nếu mà cái lộ mà chúng ta giá mà đổ xi măng xuống á, bỏ bê tông xuống á thì giá nhiều khi nó bị nước nó bong chóc. Từ đó mà chỗ cựu chiến binh sáng kiến ra một cái mô hình giá bằng nhựa đường. Thì thấy cái mô hình này rất hiệu quả. Thì tôi thấy cái việc làm này hết sức là thiết thực mà hết sức là hiệu quả. Thì hiện nay chúng tôi đang nhân rộng lan tỏa trên toàn thể trên địa bàn của xã Trí Phải. Có thể nói, việc thực hiện mô hình giá lộ của Hội Cựu chiến binh xã Trí Phải đã huy động được sức mạnh của cộng đồng dân cư, làm cho người dân thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc bảo vệ các công trình giao thông nông thôn. Những người lính Cụ Hồ trong thời bình vẫn luôn góp vai trò tích cực trong đời sống xã hội, có uy tín và tín nhiệm cao trong nhân dân, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.